Anh hả? Sao em thấy anh đi làm anh đem hình em thấy làm chi vậy? Em biết làm sao không? Sao vậy? Để mỗi khi á mà công việc của anh mà có vấn đề á, ai gặp trục trặc gì á, chỉ cần anh nhìn vô tấm hình của em thôi, mọi vấn đề tan biến hết. Đó, hay chưa? Anh thấy em quen trọng với anh cỡ nào chứ? Thì đúng rồi. Thì anh nhìn vô tấm hình á, anh tự nhủ với lòng, cái con sư tử Hà Đông này anh còn chịu nổi được, chứ đừng nói mọi chuyện nhỏ nhặt này. Sư tử Hà Đông mà. Ê anh. Gì em? Lỡ mà sau này á, em mà già là sắp chút xíu nhăn nheo thì anh có bỏ em không? Anh nói gì khùng gì vậy? Cho dù sau này em có già, em xấu xí, nhăn nheo, nhăn nheo gì nữa, anh không có bỏ em đâu. Miễn là em đừng có xệ là được. Mẹ. Ai ố mà. Gì em? Em mới đi coi bói về. Ông thầy bói ông nói có hai tin, một tin buồn, tin vui. Anh muốn nghe tin nào trước? Tin vui trước đi em. Tin vui là ông thầy bói ông nói hai đứa mình sẽ ở bên nhau suốt cuộc đời này. Em khùng á, anh muốn nói là anh muốn nghe tin vui trước mà anh nói gì vậy? Mày quên vĩnh biệt rồi. Em. Gì? Em tin nắm cái bàn này gãy ra làm hai luôn không? Ừ. Chị vậy? Em tin không? Không. Em tin không nào. Đừng có xàm xàm nha. Mà tin không? Tin đó làm đi. Tin làm chi nữa? Mẹ nói không có chuyện nào nè. Xin vĩnh biệt cô. Em. Đi. Đó giờ em sợ nhất con gì em? Con gì á? Con rắn. Con rắn hả? Con rắn mà sợ gì trời? Trời, con rắn có đậm cắn cái là chết liền đó. Lao con cọp mới thấy sợ. Em không biết gì trơn. Làm gì con cọp sợ? Chị chứ ngày nào nó cũng cắn xé anh hả? Anh giờ sống không được mà chết không xong em thấy hả? Ý nay em là con cọp hả? Không có rồi nghe. Ý nay em không dùng cái này có rồi nghe. Lương thần ơi, lương thần. Xem thử cho ta xem năm 2022 ai sẽ là cái nóc nhà. Wow, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, rồi xong nguyên cái nóc nhà sau lưng luôn. Dẹp mẹ luôn. Anh ơi. Gì vậy? Thì lúc em đi làm em thấy em mệt mỏi quá à. Cuộc sống là vậy đó em ơi. Em làm em mệt em cứ nghĩ. Em nghĩ tới cha, nghĩ tới mẹ, nghĩ tới con. Xong rồi nghĩ tới chủ nợ rồi mình làm tiếp em. Gì em? Theo anh á, bia với phụ nữ nào dễ quên nhất? Bia với phụ nữ cái nào dễ quên nhất hả? Ừ. Cái này còn phải coi lại cái chất lượng bia có ngon gì? Không hay. Ủa không phải. Vậy hiểu lầm rồi. Hiểu lầm gì, hiểu lầm. Ý của anh là ấy nó là phụ nữ dễ quên nhất gì? Thôi khỏi luôn đi, về bỏ mẹ đó. Khùng quá hả mày? Tôi nói cho anh nghe vậy nè, anh lớn rồi, sống sao để cho người ta nể. Anh làm gì kỳ vậy, muốn gì thì anh nói. Ai vậy anh? Cái gì? Ai vậy? Ông anh của anh. Mẹ dạ. Ông anh của anh. Mẹ có chuyện gì? Nhắn tin không mình trả lời, không xem gì hết. Ừ. Mẹ Ronaldo. Ai út mà. Anh ơi, vô gửi mẹ mấy cái chén thôi. Rửa cái gì? Hôm nay cái nóc nhà này là cô bố dám hồn tiếng tán cái bóp liền. Là con trai của ta. Ngon tán lại, tán nữa lại. Tao hả? Tao đi vô rửa chén nè. Ai út mà. Mời các bạn ăn xài với mình nha. Ăn chua. Thank you.
sao lạc nhắc vậy? Anh ơi, tao lại tao thu tiền nước kìa, chảy cả tháng nay kìa, mà giờ hết tiền đóng rồi, anh tính sao? Anh tính đi nghe. Cái gì nữa trời ơi, hết tiền thì mấy nước đỡ cho người ta đi chứ nhà mình thiếu gì nước. Mấy tuổi mà chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.